Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bài tin ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, sau nhiều thông tin rò rỉ thì những hình ảnh đầu tiên của hệ điều hành di động iOS, tức là Hồng Mông OS, đã chính thức được lộ diện. Đây được cho là giải pháp thay thế nền tảng Android dành cho các thiết bị của smartphone đến từ Huawei trong tương lai gần. Mới đây thì tên gọi hệ điều hành iOS đã được chứng nhận nhãn hiệu của văn phòng thương hiệu Trung Quốc cũng như là văn phòng sở hữu trí tuệ tại châu Âu. Bên cạnh đó thì Huawei cũng đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tên gọi giao diện iOS và Huawei Apps tại văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế Đức vào tháng 3 năm 2019. Nó bao gồm chụp ảnh màn hình. Tuy nhiên thì không rõ rằng là giao diện dưới đây có thuộc nền tảng iOS, tức là Home OS hay không. Đáng chú ý là cụm từ Android Green Alliance đã xuất hiện trong ứng dụng Weather của hệ thống, gợi ý rằng nền tảng iOS có khả năng tương thích với ứng dụng của nền tảng Android. Android Green Alliance là liên minh bao gồm Huawei, Alibaba, Tencent và NetEase phối hợp tạo ra nhằm gây dựng nên một hệ sinh thái ứng dụng an toàn cho người dùng. Trong một thông báo mới gần đây của ông Yu Chengdong, giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh tiêu dùng Huawei, hệ điều hành di động mới của Huawei có khả năng tương thích không chỉ với smartphone mà cả PC, tablet, TV, smartwatch, thậm chí là cả xe hơi và rất nhiều các ứng dụng khác. Các bạn mến, cuối cùng thì Apple cũng đã kích hoạt tính năng hỗ trợ nhiều camera cùng lúc trên iPhone XS, XS Max, XR và iPad Pro, một tính năng đã xuất hiện trước đó khá lâu trên các dòng máy Android và máy Mac. Theo đó thì bạn có thể sử dụng cả camera chính và camera tele ở phía sau của iPhone hoặc là cam chính và máy ảnh selfie ở mặt trước. Thậm chí là có những sự kết hợp sẽ cho phép bạn sử dụng camera selfie to depth. Và khi Apple công bố thêm iPhone năm nay và mùa thu sắp tới thì họ sẽ bổ sung thêm một cảm biến góc siêu rộng để người dùng có được những trải nghiệm thú vị với tính năng này. Được biết là tính năng Multicam sẽ hỗ trợ chụp ảnh, quay video từ nhiều camera cùng một lúc. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được bản phân tích chi tiết về độ phân giải video và độ phân giải cao sẽ có sẵn trong tính năng mới này. Apple dự kiến sẽ phát hành sớm API Multicam như một phần của iOS 13 để các nhà phát triển có thêm tính năng này vào các ứng dụng của họ hoặc là tạo các tính năng mới, đặc biệt là để chụp nhiều camera. Các bạn mến, vào ngày hôm nay ngày 10 tháng 6 thì tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án nhà máy sản xuất điện thoại thông minh Vsmart tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. So với dây chuyền sản xuất thiết bị hiện đại tự động hóa tối đa theo tiêu chuẩn công nghệ châu Âu, Vingroup kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái các sản phẩm điện thoại thông minh phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu thế giới. Nhà máy được đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc trên diện tích 15,2 ha. Giai đoạn 1 của nhà máy dự kiến sẽ hoàn thành vào 15 tháng 9 năm nay với công suất là 23 triệu máy trên một năm. Tháng 10 sẽ là giai đoạn 2 với 34 triệu máy trên một năm. Vào đầu năm 2020 thì nhà máy sẽ đạt công suất cao nhất là 125 triệu máy khi chính thức hoàn thiện. Công nghệ của Vsmart được phát triển trên nền tảng tiêu chuẩn cao trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với các công nghệ lớn nhất thế giới hiện nay như là Qualcomm, Google, Microsoft, DxO nhằm cập nhật các công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực thiết bị thông minh. Về thiết kế, thì sản phẩm của Vsmart sẽ hợp tác với nhiều nhà thiết kế từ IDH và ODM. Bên cạnh điện thoại, thì Vsmart sẽ đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử thông minh, kết nối vạn vật IoT như là Smart Home, Smart TV, v.v. Công ty Vsmart cũng sẽ tiếp cận các hãng cung cấp chipset, linh kiện, phụ kiện trong nước và quốc tế để trực tiếp làm chủ chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng sản phẩm của các thiết bị điện tử thông minh trước khi được đưa ra thị trường. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.